chen chúc. Xe nhỏ cắt đầu xe lớn là những hình ảnh tại các ngã ba, ngã tư không có đèn giao thông tại thành phố Hồ Chí Minh. Vào giờ cao điểm, tình trạng ùn tắc kẹt xe lại diễn ra tại những nút giao này, gây những phiền lụy cho những người lưu thông qua đây. Ngã ba đường Nguyễn Thái Học và đường Trịnh Văn Cấn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng trong tình trạng như thế. Điểm giao này không có tín hiệu giao thông, cho nên các phương tiện giao thông di chuyển qua đây rất lộn xộn. Nhiều xe quay đầu cắt ngang dòng xe đi thẳng trên đường Nguyễn Thái Học, dẫn đến tình trạng xe cộ di chuyển rất khó khăn. Ngã tư đường Ngô Thời Nhiệm giao với Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh cũng không có đèn tín hiệu giao thông. Đến giờ tan tầm là khu vực này kẹt xe liên tục. Xe lớn, xe nhỏ, len lỏi, chen chúc nhau khiến cho khu vực này thường xuyên bị ùn tắc kéo dài. Bên cạnh đó là điểm giao cắt tại đường Rạch Bùng Binh và đường Cách Mạng Tháng 8. Nơi đây cũng xảy ra tình trạng giao thông hỗn loạn bởi không có đèn tín hiệu giao thông. Đường Cách Mạng Tháng 8 và đường Rạch Bùng Binh là đường hai chiều. Khi dòng xe từ đường Cách Mạng Tháng 8 hướng từ công viên Lê Thị Riêng đổ về liên tục, rẽ trái hướng về hướng Rạch Bùng Binh, gây cản trở dòng xe đang đi thẳng trên đường Cách Mạng Tháng 8. Dòng xe từ hướng đường Rạch Bùng Binh cũng rẽ trái về đường Cách Mạng Tháng 8, hướng về vòng xoay Dân Chủ, tạo nên bức tranh giao thông hỗn loạn như thế này đây. Một tuần có thể là phải 4 ngày kẹt xe, thường là giờ cao điểm buổi chiều, khoảng tầm từ 4 giờ rưỡi cho đến 6 giờ rưỡi là nó kẹt. Phức tạp lắm á, chiều nào cũng kẹt hết, khoảng tầm 5 giờ đến 6 giờ, có bữa kẹt cứng ngắc luôn, không có chen vô được, phải đi đường khác. Buổi sáng với cả buổi chiều là hay kẹt xe, khoảng 5-6 giờ mà kẹt. Tình trạng giao thông đây mà không có người mà ra giải quyết thì nó cũng lộn xộn lắm, cứ chen lấn vậy hoài, nó không có thoát được. Nếu mà mọi người mà đi mà có ý thức về giao thông á, thì nó dễ thoát. Chứ bây giờ cũng như cái tình trạng đã kẹt xe rồi, mà cứ người chen cái bánh được vô cứ chen, đâm ra nó dễ ùn tắc giao thông lắm. Thường xuyên luôn, chứ không có bữa nào mà không còn mới hết đó. Nó là thường xuyên luôn. Điều đáng nói nhất, đường Rạch Bùng Binh đã được đặt biển cấm các phương tiện giao thông rẽ trái về đường Cách Mạng Tháng 8. Nhưng tình trạng rẽ trái, phớt lờ biển cấm, bất chấp nguy hiểm như thế này vẫn diễn ra hàng ngày, hàng giờ liền, khiến nhiều người dân sinh sống tại đây bức xúc. Đã ra khoảng chục năm nay rồi, mà cứ dắt dở, cứ bị phạt hoài, nó cũng có đi quay qua, quay lại hoài. Ví dụ nó có ý thức á, mình hả nói là dắt dở thì nó ôm cua quẹo phải thì nát rồi hả dòng một đường lên, không có đồng ý. Tại vì nó không có ý thức, nó không có để ý tấm bản cái từ ở đó, nó quay đó, tấm bản tấm ở đó, nó tấm quẹo trái mà nó cứ đâm ra quẹo chạy không, chứ thường là quẹo phải không mà thì đâu có bị kẹt. Nếu mà có công an đứng ở đó đó, ngày xưa đó hay phạt á thì nó ít kẹt hơn, tại vì ta thấy có công an là tao quẹo phải rồi. Cái bảng á, nhiều người không để ý, đa số là kẹo trái nhiều, nhất là xe đa, xe máy. Từng hình này nó cứ diễn ra hàng ngày luôn. Nhiều người mình đi xe thì có bằng lái đàng hoàng, nhưng mà chắc cái chuyện hình như cũng không hiểu luật lắm đâu. Cho nên là tuy nó có cái bảng cấm là quẹo trái từ 6 đến 22 giờ, nhưng mà hình như người ta không biết cái bảng đó là cái bảng gì đâu. Cho nên là có những lúc là cô thấy cảnh sát giao thông đứng ở bên kia mà người ta vẫn cứ qua đường một cách thoải, nó quẹo qua thoải mái, nhưng mà dường như những cái lúc mà vắng rồi mình cứ ào qua không nói nhiều, nhưng mà những cái lúc đông á, con thấy không, là người ta phải dừng giữa đường để người ta chờ, mà cảnh sát giao thông mình đứng đó nhưng mà họ vẫn tỉnh bơ như là không có chuyện gì họ qua. Thì cô nghĩ rằng là họ không hiểu luật giao thông, không hiểu cái ý nghĩa của cái bản thân. Chính vì tình trạng cắt đầu xe liên tục không theo một quy tắc nào nên thường xuyên xảy ra va chạm. Những giao lộ không có đèn tín hiệu giao thông chứa đựng nhiều nguy hiểm, ảnh hưởng xấu đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân. Cũng hy vọng là ví dụ như có cái đèn xanh rồi đó thì cho người ta đỡ nguy hiểm thôi. Nếu được lắp đường lương thì tốt quá, nó đỡ kẹt đi theo cái hướng một hướng nó ra, còn cái này nó ra tới đó là nó kẹt. Sớm cải thiện thì nó tốt, chứ cái tình trạng này là lâu rồi. Mình mong muốn là người ta tuân theo luật giao thông để cho cái tình trạng nó đỡ bị kẹt xe. Cần phải giải quyết cái tình trạng này để giao thông nó đỡ ùn tắc hơn. Đúng ra đây là phải có lắp đèn đỏ. Nó không có đèn đỏ làm ra nó chạy loạn xạ, phải có đèn đỏ mới được, để cho giao thông nó được
nó thoải mái hơn chứ không có tình trạng ùn tắc giao thông nữa. Các cơ quan chức năng cần có biện pháp chấn chỉnh kịp thời tình trạng hỗn loạn giao thông tại những giao lộ này để người dân lưu thông an toàn hơn và đẩy lùi tai nạn giao thông ở mức thấp nhất. Tôi là trong môn. Tôi đã trở lại để tìm kiếm những chiến binh mạnh mẽ, quyết liệt, không bao giờ bỏ cuộc. 13 năm truyền lửa, truyền nhiệt huyết, tôi sẽ không dừng lại.